Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong đêm tối thì có lẽ là cái ánh sáng, cho dù nó rất là nhỏ nhoi, thì nó cũng rất là cần thiết cho những ai cần tới nó. Những người đi đường, những người cần phải làm việc thì phải cần ánh sáng trong đêm tối. Đó là cái lẽ rất là đương nhiên trong cuộc sống. Và vì là nó là ánh sáng thì nó cần. Và ngay cả chúng ta thấy ngay con người cũng cần cái ánh sáng, cần để chúng ta có thể lớn mạnh, khỏe mạnh, cũng như là cây cối cũng thế. Nếu một cái cây nào mà chúng ta cứ để nó trong phòng, nó thiếu ánh sáng thì nó cũng èo ọt và nó cũng sẽ chết. Nên ánh sáng rất là cần trong đời sống của con người, cũng như là của mọi thứ cây cối vạn vật. Hôm nay thì Chúa lại mời gọi chúng ta, đó là hãy là ánh sáng của Chúa. Những cái công việc mà chúng ta làm, chúng ta chiếu rải ánh sáng của Chúa cho những người khác, công việc tốt. Mình là những người Kitô hữu thì có lẽ là những cái việc tốt để làm sáng danh Chúa rất cần. Và để cho những người chưa nhận biết Chúa, họ nhận ra Thiên Chúa vẫn hiện diện ở trần gian này và qua chúng ta. Bởi vì nếu những công việc mà chúng ta làm, mà chúng ta không làm vinh danh Chúa, mà làm những cái điều xấu thì có lẽ nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Con còn nhớ một câu chuyện người ta kể, đó là trên một cái chuyện Việt Nam ta thường hồi xưa là đi chiếc xe lam ấy. Thì đến một cái trạm nó dừng, thế rồi có người nó xuống thấy bánh ngon là xuống người ta mua mấy cái bánh, người ta lựa những cái bánh mới, bánh ngon, bánh nóng ta để đó. Thế rồi đến lúc mà người ta cúi xuống lấy tiền để trả thì cái người kia nhìn lại nhặt những cái bánh đó để cho vào cái bao cho người ta. Thế nhưng mà thay vì nhặt những cái bánh mà người ta lựa thì lại cháo vào đấy mấy cái bánh cũ, mấy cái bánh hôm trước chẳng hạn vậy. Nên là nhưng mà không qua khỏi mắt những con người ngồi trên cái chiếc xe đó. Và người ta nhìn xuống và người ta đánh giá ngay. Và nhất là cái người bán lại trên cổ lại đeo một cây thánh giá nữa, thì người ta nói rồi: người công giáo mà cũng làm như vậy sao? Nói như vậy để rồi chúng ta thấy một cái việc làm xấu thì nó ảnh hưởng không phải chỉ cho cái người đó, mà ảnh hưởng cả đến những người có đạo. Người công giáo mà cũng làm như vậy sao? Để nói lên một cái điều xấu nó ảnh hưởng như vậy. Còn nếu như mà chúng ta làm một điều tốt thì có lẽ rằng ảnh hưởng nó cũng sẽ lan tỏa ra khi mà chúng ta làm những cái việc mà giúp đỡ người khác, hoặc là đi trên đường chúng ta chỉ thấy một cục gạch nó ở giữa đường có thể làm cho người khác vấp chân, chúng ta đưa nó qua bên cạnh, hoặc là nhặt một cái rác, thì đó cũng là những cái điều tốt mà có thể là đánh giá, làm cho những người khác người ta nhìn vào và người ta cũng có thể đánh giá chúng ta. Cũng ở bên chuông một lần chiều Chủ nhật trời mưa tầm tã, con đứng ở trên lầu nhìn xuống, tại vì nhà thờ bên chuông hồi xưa chưa xây, nó nhỏ lắm, là lễ Chủ nhật thì rất là đông, ta đứng hết ra các hè bên cạnh. Thế thì con nhìn xuống này, lúc đó đang giảng rồi, có một người, người ta nhìn xuống thấy một người, người ta đội áo mưa và người ta đứng bên cạnh chiếc xe Honda mà đứng ở ngoài trời mưa dự lễ như vậy. Nên là cái điều đó cũng làm cho con rất là suy nghĩ, và con bảo là đó, một cái người mà ta có đức tin như vậy mà người ta lại đứng dự lễ giữa trời mưa như thế, chắc chắn những người khác nhìn vào người ta cũng sẽ đánh giá rất cao.
đức tin của chúng ta. Nên là chúng ta hãy cố gắng làm sao để làm những gương sáng cho người khác noi theo. Trong cái câu Alleluia mà chúng ta vừa đọc, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em. Chúng ta làm việc tốt là để cho người ta tôn vinh cha của anh em, tức là Thiên Chúa, chứ không phải làm việc tốt để đổi cho người ta ngợi khen mình. Chúng ta không có làm điều tốt để cho người ta vinh ca mình, tụng ca mình, thế nhưng mà là để tôn vinh Thiên Chúa của chúng ta. Đó là cái những điều mà Thiên Chúa Giáo hội luôn luôn mời gọi chúng ta, hãy làm sáng danh Chúa, hãy làm những điều vẻ vang, những gì mà Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta. Nhiều khi chúng ta nói rất hay nhưng mà lại làm rất dở. Giống như người ta nói, lời nói thì khi là chỉ lung lay thôi, thế nhưng mà việc làm thì nó mới lôi kéo. Nên chúng ta hãy làm những cái điều tốt, làm những cái việc hữu ích cho xã hội, cho giáo hội, thì những cái việc làm đó chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống đức tin, không những của chính ta mà là còn của bao nhiêu những con người, nhất là những người chưa nhận biết Chúa. Họ sẽ nhìn vào đấy để họ có thể thấy Chúa hiện diện ở nơi mỗi con người chúng ta, và qua chúng ta họ sẽ nhận biết Thiên Chúa của chúng ta. Xin Thiên Chúa luôn luôn ban cho chúng ta là những ngọn đèn chiếu sáng cho trần gian, một thế gian họ đang đi trong u tối, một thế gian họ không nhận ra Thiên Chúa, một thế gian mà họ đi trái ngược lại những gì Thiên Chúa muốn, thì chúng ta hãy là những ngọn đèn. Đôi khi nó cũng là chỉ là nhỏ nhoi, thế nhưng mà nó nhiều người kết hợp lại, hoặc là một đốm ánh sáng trong đêm tối, nó vẫn là một ánh sáng để cho người ta nhận biết. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin, ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể làm những điều tốt giữa trần gian hôm nay. Tòa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thầy ba phước lành cho tất cả anh chị em. Amen.